Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang giải đề thi chuyên Anh, đề thi chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình năm học 2019-2020. Ở các video trước đó thì chúng ta đã hoàn thành các phần phát âm, dấu nhấn, phần ngữ pháp, phần từ đồng nghĩa, trái nghĩa, phần word form, phần sửa lỗi sai, phần giới từ. Ở video này chúng ta sẽ làm phần điền từ phù hợp vào đoạn văn. Các bạn nên tải đề về làm và kiểm tra nha các bạn. Đó là cách tốt nhất nha. Rồi bây giờ sẽ hướng dẫn các bạn làm. Người ta, cái người mà, thì cái gì đó, giấc ngủ các bạn. Rồi, sẽ mất năng lượng và trở nên quick temper, là rất là nóng tính. Thì ở đây các bạn có chữ of nè các bạn. Người ta gợi ý cho chúng ta sử dụng một cái động từ hoặc tính từ đi với chữ of và hợp nghĩa câu này. Rồi, người ta, cái người mà bị tước đoạt, rồi bị mất đi giấc ngủ. Thì trong câu này các bạn dùng chữ deprive nha các bạn. Chúng ta có deprive of là bị tước đoạt đi quyền lợi. Rồi trong trường hợp này là tước đoạt đi giấc ngủ. Rồi, sau 2 ngày không có ngủ, một người thấy cái gì đó, cái sự tập trung dài nè, trở nên rất là khó khăn. Rồi sau 2 ngày không có ngủ, một cái người thấy rằng nha các bạn. Phía sau nó là một câu, chúng ta dùng chữ rằng, thấy rằng cái việc tập trung dài trở nên khó khăn. Anh ta có thể buộc cái gì đó để thực hiện các nhiệm vụ tốt cho một thời gian ngắn, nhưng anh ta dễ dàng cái gì đó từ chúng. Rồi, anh ta có thể buộc, buộc cái gì các bạn? Buộc bản thân anh ta. Rồi, himself, buộc bản thân của anh ta thực hiện các nhiệm vụ rất là tốt trong thời gian ngắn, nhưng anh ta dễ dàng từ chúng. Ở đây các bạn thấy to be, ở đây là trạng từ. Rồi ở đây các bạn dùng một cái tính từ mang nghĩa bị động nha các bạn. Chúng ta dùng tính từ bị sao nhãng á, là chúng ta dùng chữ distracted nha các bạn. Bị sao nhãng, từ chúng, từ những nhiệm vụ á. Rồi, anh ta làm nhiều cái gì đó, đặc biệt ở các công việc thường xuyên. Rồi, và ở cái attention slip at gì đó. Rồi, mỗi cái người thiếu giấc ngủ trải qua một giai đoạn mà anh ta gì đó. Rồi, bây giờ câu số 45. Anh ta làm nhiều cái gì đó, đặc biệt là ở các thói quen thường xuyên. Rồi, thì câu số 45 các bạn chọn làm nhiều lỗi lầm nha các bạn, mistake. Rồi, anh ta tạo ra nhiều lỗi lầm, đặc biệt là ở các nhiệm vụ, các công việc mà theo thói quen các bạn. Và cái sự chú ý của anh ta, sleep là trôi qua, rất trôi qua, thỉnh thoảng các bạn, thỉnh thoảng trôi qua. Thì các bạn có từ at times nghĩa là thỉnh thoảng nha. Ở đây người ta cho các bạn chữ at nè. Và người ta gợi ý cho các bạn là dùng chữ time. Rồi, at times. Cái sự chú ý của anh ta thỉnh thoảng thì trôi qua. Mỗi cái người mà không ngủ đó các bạn, trải qua một cái giai đoạn mà anh ta cái gì đó off for a few seconds or more. Rồi, câu số 47 các bạn thấy he là chủ ngữ ha. Chắc chắn câu số 47 các bạn sẽ điền một cái động từ. Rồi, mất ngủ, cái mà anh ta sẽ ngủ gật các bạn. Ngủ gật, các bạn có từ dozes. Rồi, doze, các bạn thêm s vào bởi vì chủ ngữ là he, dozes off là ngủ gật các bạn. Chúng ta có doze off là ngủ gật một vài giây hoặc nhiều hơn. Anh ta hoàn toàn ngủ nè. Rồi, nếu như anh ta không bị
active, không bị phải thức một cách liên tục. Rồi, có phải là làm việc các bạn. Ở đây he gì đó completely asleep. Rồi các bạn có chữ là he fall. À, chúng ta có fall asleep các bạn nha, là ngủ á, fall asleep. Còn ở đây là falls completely asleep. Các bạn thêm s bởi vì chủ ngữ số ít nha. Người ta, cái người mà go suffering, cái người mà tiếp tục chịu đựng cái việc thiếu hụt giấc ngủ. Ở đây các bạn thấy, ở đây các bạn có từ deprivation nè. Ở đây có, chúng ta có từ deprive các bạn, động từ các bạn thấy không? Có sự liên quan nè. Đây. Người ta, cái người mà tiếp tục cái gì đó chịu đựng khỏi từ cái sự tước đoạt giấc ngủ. Các bạn có cái từ suffer, các bạn chọn suffer from nha. Từ cái việc tước đoạt giấc ngủ nè. Hơn 3 ngày thì có những vấn đề về suy nghĩ, nhìn, nghe. Họ có cái giai đoạn của hallucination. Trời. À, có cái giai đoạn ngủ lơ mơ. Trong cái mà họ thấy những cái điều thật sự không tồn tại. Giống thấy ma các bạn. Họ cũng bối rối về cái ngày, cái thời gian của ngày. Với cái cuộc sống thực tế. Và những cái suy nghĩ gì đó giữa câu. Rồi câu số 50 các bạn. Các bạn có từ track off nè các bạn. Rồi chúng ta dịch lại câu này nha. Họ cũng bối rối những cái giấc mơ ban ngày với cái cuộc sống thực tế và track off đe thoát cái gì đó suy nghĩ của họ vào giữa câu. Có nghĩa là nói lủng củng các bạn. Các bạn có cái từ track, các bạn có cái từ track off các bạn. Các bạn có từ track off thì chúng ta hay sử dụng một từ mang ý nghĩa là mất dấu, rồi chúng ta dùng chữ lose. Track off ha, là mất dấu, mất đi cái khả năng suy nghĩ của họ ở giữa câu, có nghĩa là họ nói xong một câu ngập ngừng bập bẹ các bạn, không có biết nói gì nữa, giống như là bị bệnh. Rồi các bạn có từ track off, các bạn dùng chữ lose nha. Chúng ta đã xong phần điền từ vào đoạn văn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký hoặc là like. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn. Xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.